Sáng 14 tháng 11 tại Hà Nội, cơ quan thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng tổ chức phiên họp cuối năm 2023. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ Quốc phòng chủ trì phiên họp. Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung xem xét cho ý kiến xây dựng báo cáo tổng kết thi đua khen thưởng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2024. Báo cáo đề nghị xét tặng cờ thi đua năm 2023 Báo cáo xét phong tặng truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ kháng chiến, xem xét cho ý kiến xây dựng nội dung phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2024 tại hội nghị quân chính toàn quân năm 2023. Trong đó, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2023 được toàn quân triển khai kịp thời, toàn diện, đồng bộ có trọng tâm, trọng điểm Phong trào thi đua quyết thắng diễn ra sôi nổi, rộng khắp, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của quân đội. Công tác khen thưởng, xây dựng, tôn vinh điển hình tiên tiến được tiến hành chặt chẽ, kịp thời, hiệu quả, góp phần khích lệ, động viên cán bộ, chiến sĩ, nỗ lực phân đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Phát biểu kết luận phiên họp, Thượng tướng Trịnh Văn Quyết đánh giá cao cơ quan thường trực đã có nhiều cố gắng trong xây dựng dự thảo báo cáo, đồng thời đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại phiên họp. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết cho rằng năm 2024 sẽ diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, quân đội. Do vậy, công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng phải được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả, thiết thực, bám sát vào nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ quân sự quốc phòng và xây dựng Đảng bộ quân đội năm 2024 đồng thời thượng tướng trịnh văn quyết yêu cầu cơ quan thường trực tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tiếp tục nghiên cứu bổ sung chủ động hoàn thiện các báo cáo trình hội đồng thi đua khen thưởng bộ quốc phòng trong thời gian tới đảm bảo dân chủ khách quan có chất lượng tốt